Làm luôn cũng xạo ăn cơm bạn ơi. Có nha. Dịch à. Cơm đảm bảo. Đổ luôn nha. Quê cái mình ra mà có đồ canh thành phố ra ra chợ đổ nước vô. Như đất thôi. Mắm thế là xong, chính cái đang ăn cơm nha.
Cơm cơm. Tôi ở nhà. Nóng cơm. Cái muỗng luôn đây. Đây. Để cho em muỗng coi. Rồi múc cơm cho em ăn.
Cũng chưa kìa. Ê muỗng kia kìa. Muỗng đi. Muỗng mà. Vậy
sáng. Vô lấy ghế thôi. Con ghế té sao con? Ghế té đó. Rồi ghế té. Chấm gì đây, thằng chắc con chấm gì thôi. Con quẹt ở đâu rồi? Nó nhè. Ước gì trong nhà bỏ luôn. Yên phát à. Hung ngay chỗ này nè. Mà không biết được tí. Mẹ mày giống mấy bữa nào mày không cãi ăn à?
nó ăn là ngày nào cũng tại luôn á. Cũng mình ăn chỗ đâu vậy? Đi ra làm một bữa chén. Ngồi trong đó. Đó. Nó hơn nó ăn không được mà nó đổ nó gấp. Đây. Lên ngồi ăn nè. Làm gì ngon gì mà ngon lắm đây. Sườn là miếng. Cái này vô cái nước đậu đó. Rồi gan ăn mình chứ mày khóc gan ăn cái này.